Tọa lạc tại khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với không gian thoáng mát trong lành của không gian ven sông Đồng Nai, mang đậm tính phong thủy và hài hòa. Đến với vùng đất này, cư dân sẽ cảm thấy thoải mái và tận hưởng các tiện ích được đầu tư thích hợp, chắc chắn sẽ mang lại một không gian sống lý tưởng tại làng biệt thự The Pedestrian Residence. Sau thời gian khảo sát kỹ lưỡng và chọn lọc, chúng tôi công ty cổ phần đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát, đơn vị chủ đầu tư của dự án, đã quyết định triển khai với mong muốn mang đến một khu dân cư cao cấp với đẳng cấp sống vượt trội, hòa mình với thiên nhiên trong vùng đất chiến lược và đắc địa. Nằm tiếp giáp quốc lộ 51 và là vị trí trung tâm tuyến đường đi thành phố Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận. Cách trung tâm thương mại Tixi 2 km. Thành phố Hồ Chí Minh 25 km. Cách trung tâm thành phố Biên Hòa 10 km. Cách huyện Long Thành 20 km. Cách thành phố Vũng Tàu 87 km. Tổng diện tích trên 5,6 hecta, nằm ngay trung tâm hành chính kinh tế thương mại của tỉnh Đồng Nai, cách bệnh viện đa khoa Bệnh viện Nhi khoảng 3,5 km, bến xe Đồng Nai 3 km, khu dân cư An Bình 2,5 km, sân bay Biên Hòa 10 km, ga Biên Hòa 10 km. Từ The Pegasus Residence, bạn và gia đình có thể đến với rất nhiều danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí như khu du lịch Sơn Tiên 5 km, câu lạc bộ xanh 5 km, sân golf Long Thành 8 km. The Pegasus Residence được quy hoạch đồng bộ trên khu đất hơn 5,6 hecta, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, khu biệt thự Ruby gồm 68 căn biệt thự đơn lập và song lập, giữa kiến trúc một trệt, một lửng và sân vườn bao quanh. Giai đoạn 2, với ý tưởng khu biệt thự Blue Diamond, dự kiến với 124 căn biệt thự song lập, với kiến trúc một trệt, một lầu, nhà xe và sân vườn bao quanh, với diện tích lớn hơn, cao cấp hơn. Pegasus Residence là làng biệt thự khép kín đầu tiên của Biên Hòa, được bao quanh bởi sông Đồng Nai và các hệ thống kênh rạch, là thiên đường sống đích thực của chính bạn và gia đình bạn. Với không gian sống thoáng mát trong lành, The Pegasus Residence là sự giao hòa giữa cảnh quan và vẻ đẹp của đô thị hiện đại. Pegasus Residence có hệ thống công viên chạy dọc bờ kênh với nhiều khu vực thư giãn thoải mái cho mọi đối tượng. Với một hệ thống cây xanh, tiểu cảnh và đài phun nước, bạn có thể tha hồ tản bộ cùng bạn bè, gia đình và người thân. Pegasus Residence nằm trên vị trí giao hòa giữa dòng sông Đồng Nai và dòng kênh xanh mát. Thank you.
đây cũng hội tụ các tiện ích và giải trí như sân tennis, hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn nhà hàng 3 sao, khu vực vườn nướng BBQ, nhà trẻ, hệ thống an ninh đồng bộ, được kiểm soát 24/24 giờ, đảm bảo an toàn cho các cư dân. Sống tại làng biệt thự The Pegasus Residence, bạn và gia đình sẽ cảm nhận được một cuộc sống như thiên đường đích thực của chính mình. Mỗi căn biệt thự của khu Ruby có diện tích đất 126m2, diện tích nhà 65m2, diện tích sử dụng 93m2, bao gồm một trệt, một lửng, được thiết kế với một phòng khách, một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ, một bếp, 2 toilet, nhà xe và sân giường bao quanh. Đối với giai đoạn 2, khu biệt thự Blue Diamond có diện tích đất 130m2, diện tích nhà 70m2, diện tích sử dụng 123m2, bao gồm một trệt một lửng, được thiết kế cao cấp hơn. Với một phong cách thiết kế nội thất sang trọng và hiện đại, sẽ tạo cho bạn và gia đình bạn một không gian ấm cúng và tiện nghi tại làng biệt thự The Pegasus Residence. Là nơi chốn bình yên, hạnh phúc cho bạn và gia đình bạn. Hãy đến và khám phá làng biệt thự cao cấp tại Biên Hòa, Đồng Nai như một thông điệp chắc chắn chúng tôi muốn gửi đến những cư dân đẳng cấp tại đây. Pegasus Residence, thiên đường sống đích thực của bạn tại thành phố Biên Hòa.